Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Phụ nữ ngày nay. Tuyên ngôn của người phụ nữ hiện đại: thật tự hào khi là phụ nữ. Những tình huống ứng xử khó đỡ nhưng không kém phần hài hước xoay quanh các mối quan hệ chồng con, ba mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Em đẹp không? Đẹp. Mà em ghét thị phi lắm. Kể đi mà. Vậy là hai chị là qua nhà em đốt nhà em hả? Ông không có phụ bằng công việc nhà hả? Người phụ nữ hiện đại là không dạy gì ôm hết tất cả việc nhà. Tôi sẽ thay đổi. Tất cả sẽ được các nghệ sĩ và chuyên gia tâm lý phân tích thấu tình đạt lý. Phụ nữ ngày nay của chúng ta phải chắt lọc được những cái giá trị của nó. Và đặc biệt là chuyện gia đình của mình thì mình sẽ là người giải quyết. Định hướng để người phụ nữ biết cách tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình và mang đến hạnh phúc cho người khác. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi người xung quanh mình hạnh phúc. Phụ nữ ngày nay phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.